Rất vui khi được quay trở lại làm tăng hạng nhẹ. Và anh em biết rằng tăng hạng nhẹ là một trong những nhánh tăng, những cái loại tăng mà chơi khó ấy. Nếu mà mình nói thẳng thắn, chia sẻ thật thì đây là một cái loại tăng mà chơi khó nhất trong World Cup tăng. Vì sao? Thứ nhất là đội cần chúng ta. Tất nhiên là nhiều map thì không cần đâu, nhưng mà đa số map ở World Cup tăng là map đồng bằng cũng như là rộng lớn và cần cái tầm nhìn ban đầu. Thì thực sự là đội cần chúng ta. Cái điều đấy là điều tiên quyết đầu tiên mà mong rằng anh em hãy cố gắng hiểu. Điều đó sẽ dẫn đến cái việc là anh em phải sống càng lâu càng tốt. Mà sống càng lâu càng tốt trên một chiếc xe tăng hạng nhẹ có cái khả năng sống sót thuộc hàng là đứng từ hai thứ hai từ dưới lên. Có nghĩa là thằng thấp nhất là tăng pháo tự hành rồi, thằng thứ hai là thằng hạng nhẹ. Đấy, thì anh em biết rằng là sống sót trên một chiếc xe tăng hạng nhẹ không phải là một điều dễ dàng. Nhưng anh em lại muốn sống sót càng lâu càng tốt, anh em cắm ở nhà thì lại càng không phải. Điều đó lại dẫn đến thêm một cái điều nữa, đó chính là anh em phải chạy. Mà phải chạy như thế nào? Đấy, chạy đi chính xác thế nào mới là chính xác và chuẩn và thực sự là có ích cho đội. Chứ không phải là chạy bừa, chạy phứa, chạy đằng sau mấy ông TD đâu nhá, không phải đâu. Đấy, cho nên là mình làm lại một cái video này để chia sẻ thẳng thắn về tăng hạng nhẹ. Và đây là theo cái hướng cá nhân của mình nhìn về cái dòng tăng này. Thực sự thì mình chơi tăng hạng nhẹ không phải là quá là tốt đâu. Đấy. À, cũng không phải là gọi là đỉnh cao, cũng không phải là quá là tốt, mình chỉ gọi là tốt thôi bởi vì thi thoảng mình vẫn mắc rất là nhiều lỗi sai lầm trên dòng này. Tăng hạng trung hay tăng hạng nặng mình mà mắc sai lầm thì mình còn sửa chữa được, nhưng mà dòng này mà sai lầm một cái thôi, gọi là đi một ly sai một ly là đi một dặm ấy, kiểu như vậy anh em ạ. Đấy, đây là thế là chơi tăng hạng nhẹ nó đòi hỏi một cái sự chính xác hoàn hảo. Đấy, không hoàn hảo thì cũng phải tiệm cận đến hoàn hảo thì chúng ta mới có thể là cày hiệu suất trên chiếc xe này được. Rồi trong World Cup tăng của chúng ta có rất là nhiều dòng tăng hạng nhẹ, tuy nhiên thì mình muốn tập trung vào một dòng tăng hạng nhẹ mà anh em hỏi mình khá là nhiều. Đó là tăng bánh lốp anh em ạ. Thực sự thì trong World Cup tăng của chúng ta mới có một nhánh thôi của Pháp. Đấy, dòng EBR ấy, dòng EBR bánh lốp EBR ấy, còn lại dòng khác như là Đức hay là Anh Quốc thì chưa thấy nói năng gì. Nên thôi mình sẽ tập trung vào dòng này. À, vì sao? Thứ nhất là dòng này nó có tốc độ tối đa cực kỳ là cao, chứ đừng nói là cao nhất trong World Cup tăng. Cái thứ hai là camo của đám EBR khá là cao và EBR ở cấp 10 ấy, 105 ấy là cao nhất cấp 10 đấy anh em ạ. Đó. Cái tiếp theo nữa là việc mà chúng nó dùng hỏa lực. Thực sự thì bọn EBR này một trong những loại hỏa lực không hề cao đâu. Nếu mà so sánh với Manticore chẳng hạn thì thực sự Manticore bắn nó còn xuyên tốt, chứ đám EBR thực sự là xuyên không hề tốt đâu, cả kể cả con cấp 10 xuyên vẫn dưới 200mm, chứ đừng nói là đám dưới nhá, đám dưới thực sự là xuyên kém luôn. Đấy. Toàn các ông dưới mất 108 rồi thì xuống ông cấp 7 thì cũng chỉ có 106, xuống ông cấp 6 thì cũng là 102, kiểu như vậy. Sát thương thì cũng không phải quá là cao. Đấy. Tuy nhiên có một điều rất là hay trên đám bánh nốp ấy, đó chính là chúng ta khóa mục tiêu không cần chỉ thẳng vào kẻ địch mà chỉ cần gần đến kẻ địch chúng ta vẫn có thể khóa mục tiêu được. Thêm một cái nữa đó chính là độ ổn định nòng pháo khi mà di chuyển ở tốc độ cao của đám EBR cực kỳ là tốt nhá. Thêm một điều nữa, trên đám bánh nốp ấy thì khi mà chúng bánh xe ấy, thì chúng nó vẫn chạy được nhá. Chúng nó vẫn chạy được, chứ đám bánh xích ấy thì bắn vào một cái là chúng nó bay xích cái là gần như là dừng lại luôn và chúng ta không sửa kịp thì cũng bay màu, còn đám này thì vẫn chạy tiếp, tuy nhiên thì tốc độ sẽ bị giảm. Méo mó có không? Bị bánh nốp bắn vào bánh nốp thì thi thoảng nó còn chặn được khá là nhiều loại đạn, có khi chặn được cả đạn hết của đám 405 chứ đừng đùa. Rồi. Nói nhiều quá nhưng mà thôi, mình cũng muốn chia sẻ thẳng thắn với anh em về cái dòng tăng hạng nhẹ nó là như thế nào. Chưa nhiều anh em chơi tăng hạng nhẹ bị địch bị team đội chửi nhiều quá. Rồi, nói riêng về dòng bánh nốp ấy, dòng EBR thì chắc chắn toàn bộ đám EBR là mình chỉ mang đồ như thế này thôi, còn đám từ cấp 7 trở xuống nhá. Cấp 7 là không nắp được cái hệ thống quan sát này thì chúng ta có thể thay bằng cái giảm thanh nhá. Chúng ta có thể thay bằng giảm thanh, còn lại từ cấp 8 đổ lên. Hãy tiên quyết cho mình, ô đầu tiên hãy mang hệ thống quan sát chỉ huy nhá. Hoặc là anh em có thể mang kính lên ô đầu tiên được, tùy anh em, nhưng theo mình thì cứ để quan sát chỉ huy đầu tiên. Bởi vì chúng ta chạy rất là nhiều và chúng ta muốn trinh sát những cái kẻ địch đang di chuyển hoặc là đứng sau bụi ấy, cần phải nhanh chóng phát hiện họ rồi chúng ta chạy thoát nhá. Thì chúng ta nên cần cái bộ quan sát chỉ huy này. Cái tiếp theo là mình mang kính. Thực sự thì mình mang kính thì nó cũng khá là tối ưu cho việc là tầm nhìn, bởi vì cái tầm nhìn của đám EBR khá là thấp. Chúng ta không chạm được 445 đâu. Thật sự nếu chúng ta mang đồ như này không chạm được 445, chúng ta phải mang cắn nắc hoặc là kính tím thì mới có thể lên được hơn 445. Còn không như mình đây, mới chỉ 442 nhá, mình mang cả cắn nắc, kỹ năng cá nhân của kíp lái của mình cũng ngon hết rồi, nhưng mà vẫn chỉ được 442. Đấy. Cho nên là tùy anh em, nếu anh em mang kính tím hoặc là mang ứng dụng kỹ thuật thì nó sẽ tốt hơn.
Đấy. Cái nữa thì mình mang quạt. Vì sao mình mang quạt? Thứ nhất mình mang quạt là do mình cũng muốn đẩy cái tầm nhìn này cao hơn một chút. Nhưng nếu anh em mà muốn gọi là vô hình trước mặt kẻ địch thì hãy giảm thanh. Theo mình thì giảm thanh tốt hơn là quạt, bởi vì anh em có thể cắn kính tím được nhá. Rồi đó là cái đồ chơi của mình. Còn về đạn của chiếc EBR này thì anh em thấy rằng ấy là nó có ba loại đạn khá là hay. ABCR tuy nhiên xuyên khá là kém nhưng vẫn tốc đạn tận 1.300 anh em nhá. 1.300 đấy anh em ạ. Vâng, nghĩa là nó vừa chạy vừa bắn, tâm lại đã nhỏ rồi thì bắn còn chuẩn hơn nữa. Đấy. À, về đạn hit thì xuyên cũng được 240mm nhưng mà tốc độ đạn thì bay chậm hơn. Về đạn nổ mạnh thì Warming nép đi một chút rồi, hồi xưa hình như là 90mm thì phải, bây giờ chỉ còn 75 thôi. Cho nên là hiện tại thì mình cũng không thích dùng nhiều đạn nổ cho lắm, mình có thể mang 6 viên hoặc 7 viên thôi. Còn lại mình sẽ mang nhiều đạn hit hơn bởi vì đạn hit của chiếc xe này nó tốt mà. Tuy nhiên bắn xa thì không tốt nhưng bắn gần thì tốt. À. Rồi về biến thể thì mình chưa lên hết biến thể đâu, nhưng mà theo mình thì biến thể của mình có thể là như sau. Nếu mà về cái tinh chỉnh này thì mình sẽ tăng tốc độ tiến tối đa nhá, nó sẽ quay trở lại cái tốc độ của chúng ta là 93. Về cái hỏa lực thì theo mình thì không cần phải giảm cái tâm ngắm này đâu. À không cần phải giảm cái thời gian ngắm đâu. Và anh em hãy giảm cái kích thước tâm ngắm đi cho nó càng nhỏ nữa để bắn cho càng chuẩn. Còn về cái này thì cũng tăng 3% tốc độ đùi tối đa cho mình nhá. Về tiếp theo cái này thì hãy trừ 3% nạp đạn thôi chứ mấy kia mình không cần, kiểu gì bị bắn vào cũng thiệt hại mà. Được rồi, còn cái này thì anh em hãy cộng nạp 0,5% nội hình thì theo mình nghĩ là tốt hơn cái bên này đấy, bởi vì cái giảm sóc với lại khả năng bảo vệ chấn thương của kíp lái thì chúng ta dính trưởng thì cũng bay màu thôi, cho nên là tốt nhất là hãy cộng thêm 0,5 thời gian nội hình cho địch thì nó sẽ tốt hơn. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với hai trận đấu mà mình cảm thấy là khá là tốt của mình trên chiếc EBR này trong một khoảng thời gian rất là ngắn thôi. Trận đấu ở map Fjord, anh em biết rằng là cái map này mình nói đi nói lại rất là nhiều lần về cái gọi là gì nhỉ, cái sự mất cân bằng của map này ở phía bên phải và phía bên trái. Bên phải của chúng ta có một lợi thế, đó chính là vị trí E4. Và bây giờ mình sẽ cố gắng chiếm cái vị trí E4 đấy. Thực ra là mình chiếm vị trí E5 cơ, bởi vì mình đi cái đường này này thì mình sẽ lên thẳng đồi. Và mình đã soi thấy chiếc RM trước mặt. Ok, anh ta cũng soi thấy mình và anh ta bắn một viên đạn nổ nhưng mà không trúng mình. Và bây giờ mình đã lên được cái vùng đồi này. Cái vùng đồi này thực sự là một vùng đồi quan trọng của căn cứ bên phải nha anh em. Thực ra thì nếu mà chúng ta đi nhanh thì có thể lên được, nhưng mà nếu chúng ta đi vòng qua đây chắc chắn sẽ bị lộ. Thứ nhất là chúng ta sẽ có thể tận dụng cái bụi này đó để nhìn ra những ai đó đi chạy qua đây. Đó, anh em thấy rằng mình đã soi thấy E50M chạy qua. Anh ta cũng vừa bắn bù mình một viên ở đây nhưng mà không trúng. Đó, mình cũng lùi lại để giữ sai, kiểu như là tiến lên để giữ sai, sau đó lùi lại để anh ta không soi thấy mình sau 50m anh em ạ. Và bây giờ khi mà đồng đội của mình ở trên cái đồi bên này đã lên kịp thời rồi thì việc mà mình sẽ giữ sai cho chiếc E50M này mắc sai lầm đó chính là lùi lại để lộ phần thân anh ra, thì đồng đội của mình ở trên đồi ấy kìa bắn xuống rất là nhiều. Đây anh em sẽ chuẩn bị thấy chiếc E50M của bên địch ấy bay màu ở vị trí E4 này nhanh như thế nào, nhanh như cách người yêu cũ của anh ta trở mặt. Và bây giờ đồng đội của mình đã lên gần như lên vị trí A8 rất là nhiều và anh ta đang lùi lại. Vâng, 1 viên, 2 viên, 3 viên, 4 viên, 5 viên và 1310 sát thương hỗ trợ. E50M đã bay màu sau một lốt nhạc từ trên kia. À, anh em thấy rằng là cái đồi này này thực sự là quan trọng. Và cái vị trí ở dưới E4 này cũng rất quan trọng, bởi vì cái vị trí này có thể đẩy lùi kẻ địch đi xuống dưới này. Rồi anh em thấy thì bây giờ bên địch cũng chưa lộ sai hết và mình phải làm nhiệm vụ của mình, đó chính là lấy trinh sát. Rồi mình sẽ đi lấy sai. Mình đã nhìn thấy chiếc trang phun tu. Mình vừa đi xuống một cái đường tắt. Tất nhiên là mình không sợ bị đứt xích hay gì đâu, bởi vì chiếc xe này là bánh nốt mà. Đó. Và mình đã nhìn thấy chiếc RM bay luôn máu. Trước mình cũng soi thấy chiếc STRV cùng chiếc KVZ50 luôn. Vâng. Uầy, pháo vừa bắn trượt mình. Khá là may mắn cho mình là pháo đã bắn trượt. Quả đấy bắn trúng thì cũng vỡ mồm. Được rồi, bây giờ mình đang chạy xung quanh đây để cố gắng giữ xa những kẻ địch đang chạy xuống. Đấy. Và bây giờ mình nhìn thấy pháo, đường đạn của pháo lúc nãy ở bên này, vì thế mình cũng lượn qua đây để nhìn thấy pháo. Rồi, chiếc FV3805 đã lộ sai, bây giờ mình sẽ quyết định tiêu diệt anh ta. Yeah. Mình cũng đã soi luôn được chiếc M53. Vâng, có một cái tên gọi rất là thân thuộc và thân quen với chúng ta với chiếc EBR này, đó chính là trộm chó anh em nhé, trộm chó. Anh em sử dụng chiếc EBR này để có thể dùng tốc độ nhanh, để có thể là chạy đi ăn những chiếc pháo chống tăng, pháo tự hành bên địch, nhờ pháo tự hành bên địch. Yeah. Thêm một viên đạn nữa vào pháo tự hành. Như vậy là mình đã cắn. Tuy nhiên mình không trộm được, nhưng mà mình đã gọi là móc được hai phát đạn vào hai pháo tự hành. Khá là ngon. Rồi, bây giờ thì mình cũng sẽ lợi dụng cái tình thế đội mình đã chiếm được toàn bộ cái cánh bên này rồi.
Vì vậy mình sẽ không ngại nhá, mình sẽ không ngại mà chạy cho đồng đội. Đó là nhiệm vụ của EPR. Dạ, mình cũng đã nhìn thấy chiếc Leopard 1 và anh em thấy rằng sau 3 giây nộ hình, chiếc Leopard 1 bay màu luôn, 1850 máu. Và chiếc Chafutu mình cũng đang giữ xa anh ta cũng đang nộ khá là nhiều. Rồi, trước mặt mình là chiếc STRV-103. Tuy nhiên, trong cái trận đấu này, bên mình đẩy khá là nhanh này, bắn khá là tốt này, yểm trợ khá là tuyệt vời. Vì thế mình mới có dám chạy như thế này nha anh em. Mình mới dám chạy trước mặt địch như thế này. Anh em ạ, đồng đội mình hỗ trợ rất tốt, đẩy rất nhanh, hiểu ý nhau. Đấy, kiểu như Clan War đấy anh em ạ. Thì chúng ta mới có thể chạy được như thế này. Còn nếu mà đồng đội chúng ta bắn tệ, không vào vị trí mà đứng bắn, không chạy nhanh đến những các điểm tiếp theo, thì chắc chắn rằng chúng ta chạy sẽ vô dụng. Thứ nhất là vô dụng, thứ hai là chúng ta sẽ có thể là thành bãi phế liệu. Anh em ạ, chúng ta sẽ trở thành bãi phế liệu. Đấy, bởi vì có ai đâu, ai bắn hộ đâu, mình lại còn chạy trước mặt kẻ địch. Kẻ địch chắc chắn sẽ rảnh rang và bắn mình hơn là bắn đồng đội chúng ta đang tiến công. Được rồi, như anh em thấy thì bây giờ cũng là cơ hội của mình để chạy. Đấy, tiếp tục chạy. Và mình đã soi thấy chiếc Conquero. Rồi, đồng đội mình đã hỗ trợ bắn chiếc Conquero 800 máu luôn. Quá tuyệt vời, 1500 luôn ạ. 1523 máu vào chiếc Conquero vừa lộ sai cái. Quá tuyệt vời đồng đội ơi. Rồi, mình đã mắc sai lầm khi mà cứ nghĩ là chiếc Conquero không để ý. Và mình chạy ra để bắn anh ta. Anh ta cũng đáp mình cho một viên khá đau. Rồi, chiếc TBB đang bị chiếc TBB bên mình bắn. Hai người đang đối đam nhau. Có vẻ rất căng. Rồi, có vẻ như chiếc TBB đã hết đạn rồi. Và nhân cơ hội chiếc TBB hết đạn, mình sẽ ra bắn chiếc 77 anh em ạ. Mình sẽ chạy ra bắn chiếc 77. Đó, một viên đạn chặt xích chiếc 77. Mong rằng đồng đội mình sẽ kết liễu anh ta. Rồi, có vẻ như đồng đội mình chưa kết liễu anh ta. Và mình đã mắc một sai lầm là không bay chạy vào chiếc 77. Mong rằng anh ta chưa loát kịp vào bắn mình. Yes, thêm một viên đạn nữa vào chiếc 77. Và anh ta bắn trúng bánh xe của mình. Và mình không mất máu anh em ạ. Mình không mất một chút máu nào khi mà chiếc 77 bắn vào bánh xe của mình. Và mình vẫn còn đang hỏng đây. Mình vẫn còn đang hỏng bánh xe đây. Đang hình như là đang nắc đây. Đây. Đây này, đang bị lệch cái này anh em. Cái bánh đằng sau đang bị lệch cái này. Đấy, có hai thứ mà anh em nên biết ở cái game này là cứng nhất nhá. Cứng nhất ở game này đó chính là cục ủ của EA và bánh xe của EBR. Rồi, trong trận đấu này đây là sơ sơ thôi, mình bắn được 2600 thiệt hại, hỗ trợ được khoảng 8000, nhưng mà thông số chính xác là mình hỗ trợ được hơn 8000 cơ. Anh em ạ, một trận đấu thắng 10-5-1 áp đảo của map Fizor. Khi mà bên mình chiếm được E4, khi mà bên mình ở trên đồi bắn xuống, khi mà mình lấy sai được toàn bộ địch ở cái vùng C3-C4 mình đang chỉ đây. Anh em ạ, đấy. Tất nhiên, đấy là đội mình bắn hay thôi. Tuy cái cánh bên trái của map Fizor cũng có thể thắng được nếu mà bên địch đẩy toàn bộ xuống hồ, hoặc là đẩy lên đồi 89 thật là nhanh. Với việc là phải đánh tốt, bắn tốt, nó cũng còn tùy thuộc vào đội nữa. Giá như là mình chiếm được E4 nhưng mà đội mình bắn không hay, có khi bên mình còn thua ngược ấy chứ. Đấy, đó là trận đấu ở map Fjord. Trận đấu tiếp theo ở map Ellenburg. Đây là một map khá là rộng lớn và cũng rất là chiến lược cho tăng hạng nhẹ chạy. Thứ nhất là chúng ta phải lấy được vị trí của kẻ địch ban đầu. Đây là cái việc mà quan trọng ở map Ellenburg. Như anh em thấy thì mình sẽ chạy ở cánh 89 và wow, sau một vòng đảo trên đồi cối xoay gió ở map Ellenburg mà không thấy ai đi bên này. Rồi, mình đã thấy chiếc ST2, anh ta mang máu luôn ạ. Thì anh em thấy rằng mình sẽ chiếm cái bụi này bởi vì không có ai ở trên cái cối xe gió này cả. Và mình đã được nhìn vào trong cái thành phố, soi thấy E100, soi thấy T57 UAV, soi thấy E3 đang đi trong đấy. Thì đồng đội của mình sẽ có cái nhìn tốt hơn. Đấy, mình đã soi được khá là nhiều kẻ địch ở trong cái thành phố rồi. Thì bên mình sẽ có những cái việc là đứng các góc, chuẩn bị bắn những kẻ địch đấy ra sao. Rồi, chiếc ST2 cũng chắc chắn cũng biết mình đang ở đây rồi. Và mong rằng bên mình có thể bắn được chiếc ST2, nhưng mà chỉ được pháo bắn thôi. Và đây sẽ là cơ hội của mình để bắn chiếc ST2 áp dụng ở... Ok, phát đạn vừa rồi thì chắc chắn mình đã nói ở video HWK30 rồi. Nếu anh em nào mà không biết thì có thể xem lại. Mình có thể nhắc nhanh như sau, là bắn kẻ địch sau khi những cái điểm tầm nhìn của họ khuất sau vật cản. Đó là cái duy nhất mà mình có thể nói phát đạn vừa rồi. Rồi, mình cũng đã nhìn thấy 405, cơ hội của mình để bắn anh ta. Yes. Một cái sự ổn định nòng pháo của chiếc EBR là một cái ổn định nòng pháo mà thuộc hàng tốt của đám Pháp ấy. Nếu mình nói không ngoa là tốt nhất nhá. Vừa có tốc độ này, chạy nhanh, chạy như bay vậy mà cái tầm ngắm nó nhỏ, cái tầm ngắm nó vỡ quá ít.
Đó. Ai cũng muốn ước ao được cái độ ổn định nòng pháo như chiếc EBR đấy. Nếu anh em nào muốn thông số chi tiết thì có thể ra xem ở tăng SKG nhá. Thì chúng ta sẽ biết được cái thông số chi tiết và ok. Ôi dồi, mấy bà Pháp nói nhiều quá. Pha vừa rồi thì mình bắn đúng là nhanh vậy thật đấy. Thế mà đạn vẫn trúng. Tuy nhiên thì anh em hiểu rằng là cái đạn ABCR chiếc xe này là chỉ có xuyên 190 thôi. Thì phát vừa rồi vì là giáp không bị xuyên cũng dễ hiểu thôi anh em ạ. Được rồi, như anh em thấy thì mình đang muốn chiếm cái vị trí A0 để có thể móc nhà địch ấy. Móc nhà địch. Đấy. Và trước Borogetto 65. Rồi, anh ta cũng đã nhìn thấy mình. Không biết là anh ta nhìn thấy mình hay là M48 nhìn thấy mình. Nhưng mà thôi bỏ qua đi vạ. Một pha bắn vào chiếc Borogetto 65 trúng ấy, nhưng mà không xuyên. Đấy. Anh em có thể thấy rằng nếu anh em quay ngược lại khoảng 20 giây vừa rồi, mình có một cái đoạn cua xe gọi là hại quay xe. Thì cái pha đấy ấy, là mình đã tắt cái chế độ hành trình. Mình đã tắt cái chế độ mà hạ cái tắt cái chế độ mà nâng cái bánh xe lên mà hạ bánh xe xuống để quay xe nhanh hơn anh em ạ. Đấy, cái điều này anh em phải nắm rõ khi chơi tăng bánh nốp nhá. Tăng bánh nốp mà có chế độ này nhá. Đám cấp 7 thì không có đâu, nhưng mà đám cấp 8 đổ lên thì có đấy. Thì anh em phải lưu ý cho mình rằng nếu anh em muốn cua nhanh thì anh em có thể sẽ phải tắt cái chế độ đấy. Đấy anh em nhìn không, mình đang cua lại cho anh em này, đúng một vòng tròn luôn. Đấy, mình tắt cái chế độ ấy đi thì khi mà hạ cái tổng cộng là 4 bánh hai bên đặt xuống ấy thì chúng ta sẽ cua nhanh hơn, tuy nhiên tốc độ sẽ bị giảm đi. Đó là một cái kỹ thuật mà chúng ta nên biết để có thể quay xe nhanh chóng trên chiếc EBR. Anh em có thể quay xe nhanh với chế độ chạy nhấc bánh lên được nhá, cũng được, nhưng mà anh em sẽ phải gọi là nhả cái W ra. Nói làm sao nhỉ? Anh em nhá, khi mà anh em muốn cua nhanh đúng không? Anh em hãy nhả cái nút tiến ra và ấn nút A và ấn nút D, có nghĩa là nút sang trái hay sang phải, thì nó sẽ quay nhanh cho anh em, tuy không quay quá nhanh như là hạ bánh, nhưng chúng ta vẫn có thể quay nhanh nhá. Còn không thì chúng ta có thể quay bình thường, nhưng mà cái góc quay nó sẽ rộng lắm. Đấy, chúng ta lưu ý là cái cách chơi đám EBR là như vậy. Còn cái đám mà cấp thấp như là EBR hot ấy, với lại đám AMD ấy, thì chúng ta cũng không nhất thiết phải nhả W. Chúng ta vẫn có thể là chạy lùi được, chạy lùi, thứ nhất là chạy lùi, thứ hai là chúng ta cũng có thể là cua nhanh. Ôi, pha vừa rồi mình nhìn thấy EBR mà anh ta không nhìn thấy mình, chứng tỏ là anh ta chưa mắc đồ như mình. Đấy, chưa có kỹ năng kỹ thuật kíp lái tốt như mình. Rồi, chiếc Borogetto 65 vừa nhô tháp pháo lên và nhìn thấy mình. Hơi đen một chút thì không sao, với cái tốc độ nhanh của mình chắc chắn rằng là mình sẽ chạy thoát khỏi vị trí đấy nhanh, đề phòng kẻ địch bắn tạt hông. Cái việc mà mình giữ sai ở bên này ấy, nó cũng khá là dễ hiểu thôi. Khi mà kẻ bên mình ấy có Leo Bác 1 và STRV, họ đang rất là muốn bắn vào trong này, cho nên là mình phải giữ sai cho họ để họ có thể bắn được. Rồi, một viên đạn hit của mình bắn không xuyên tháp pháo của chiếc E100, hoặc là phát vừa rồi đạn nó rơi xuống thân chứ nó không bắn trúng tháp pháo. Nếu mà pha vừa rồi bắn trúng tháp pháo thì có lẽ là sẽ xuyên đấy, bởi vì tâm xanh mà anh em. Rồi, mình đang cố gắng quay trở lại vị trí này. À, xem có ai không. Rồi, E100 đang hướng về đây, rất là căng thẳng. Mình không muốn bắn đâu, bắn cái là lộ đấy anh em ạ. Bắn một cái là có thể anh ta nhìn thấy, hoặc là chiếc... À đây rồi, tên là bởi Hiêu Vi. Mình vừa soi anh ta xong. À, EBR bên đội bạn đang chạy ở cánh 1-2 anh em ạ. Khả năng cao anh ta đang muốn móc vào căn cứ bên mình, nhưng chiếc ZG E100 bên mình đã tiêu diệt chiếc EBR bên đội bạn. Ok, một pha bắn đạn hit của mình không trúng chiếc tên là bởi Hiêu Vi. Và bây giờ này, anh em này, nhìn này. Bây giờ mình sẽ đổi cánh. Mình đang có suy nghĩ là đổi cánh. Bởi vì chiếc EBR ấy, bên đội bạn đã bay màu rồi. Và cánh 1-2 của đội địch ấy, gần như là không có ai. Nếu mình dự đoán thì một là chỉ có chiếc EBR thôi. À, chiếc STRV 103 thôi, bởi vì anh ta chưa lộ hình mà. Thì nếu mà anh ta có đứng ở bên cánh bên đấy thì mình cũng có thể là giúp đồng đội tiêu diệt được bằng cách là soi thấy anh ta trước, rồi thì chạy vòng đằng sau để chặt xích anh ta. Bởi vì trong cái chế độ tắc xạ ấy của chiếc EBR ấy, anh ta di chuyển rất là chậm, cho nên là mình hoàn toàn có thể là sẽ chạy về đằng sau và chặt xích anh ta được. Rồi, như anh em thấy thì chiếc Leo Bát 1 bên mình khá là mắc sai lầm khi mà nhô lên như thế. Và bây giờ mình sẽ triển khai kế hoạch tấn công cánh 1-2. Đấy, anh em thấy rằng trên bản đồ này, đây mình đang chỉ cái cánh bản đồ này, cái cánh 1-2 của họ ấy đang trúng hơ chống hích ra, thì cái việc mà mình sẽ chạy ở bên cánh đấy nó càng tốt hơn khi mà chiếc T40E5 tuyến phòng thủ cuối cùng cánh 1-2 của đội địch đã bay màu đó. Và bây giờ mình sẽ hợp quân với chiếc 421B cùng chiếc VZ55 để chạy sang bên đấy. Đó là cách đọc map của tăng hạng nhẹ anh em nhé. Chúng ta phải đọc map khá là nhiều, bởi vì cái nhánh chơi tăng hạng nhẹ này, cái dòng tăng hạng nhẹ này nó yêu cầu lão nhảy số rất là nhiều. Tất nhiên đôi khi chúng ta cũng một chút may mắn nữa, nếu chúng ta may mắn thì lẩy số nó sẽ ít, còn nếu mà
may mắn không nhiều thì lãi số sẽ thấp hơn. Được rồi, bây giờ mình sẽ rất là tốt cho việc là mình chạy như thế này, chả có ai cả. Đấy, không có ai cả luôn anh em ạ. Mình còn thấy chiếc tip 5 vừa đi qua thành phố cơ. Mình vừa nhìn thấy chiếc tip 5 đi qua thành phố cơ. Đấy, anh em thấy rằng này, mình đang cố gắng mon men theo cái đường sông này, dựa qua các bụi cây để có thể chạy tới và soi thấy kẻ địch. Nhưng mà hiện tại thì chưa thấy ai cả anh em ạ. Không thấy ai xung quanh đây, chứng tỏ họ đã bỏ hết cánh 1-2 rồi. Đấy, và mình đang lượn xung quanh đây là vì sao? Mình đang chờ đồng đội anh em ạ. Mình chưa muốn chạy thẳng vào nhà để móc đâu. Mình chưa muốn chạy vào nhà, nhưng mình đã nhìn thấy hướng pháo của đạn đạn pháo của địch đã đứng ở kia. Vì vậy mình sẽ chạy tới để soi thấy họ trước, để xem là có pháo trong này không, và sẽ tiêu diệt họ trước. Rồi, mình đã nhìn thấy chiếc 405 Green Day và chiếc 261. Yeah, mong rằng đồng đội mình sẽ bắn trúng anh ta. Rồi, mình định bắn 261 cơ, nhưng mà do chiếc Green Day chắn đạn cho mình, cho nên là mình phải bắn Green Day thôi. Pha vừa rồi thì Green Day không nhìn thấy mình, cũng dễ hiểu thôi, bởi vì anh ta cũng không có tầm nhìn quá tốt. Và anh ta vừa mắc sai lầm nữa là anh ta bắn trước mặt mình, đồng thời mình cũng nhìn thấy anh ta và chiếc FV405. Bây giờ mình sẽ dừng xe lại để có thể bắn được chiếc FV405. Mình lợi dụng cái bụi này để bắn cho tăng cái độ ẩn giấu ấy, để khi mà mình khai hỏa mình sẽ không bị lộ sai trước Green Day. Đấy, mình sẽ không bị lộ sai. Được rồi, chiếc Green Day vẫn đang bị mình giữ sai, mong rằng đồng đội mình sẽ cố gắng tiêu diệt anh ta. Được rồi, cơ hội của mình để bắn chiếc Green Day thêm một viên đạn nữa. Yes, quá ngon luôn, ngắm rất nhanh, tầm rất nhỏ. Thực sự đám EBR bắn sai, bắn gần đều tốt. Tuy nhiên thì phải lưu ý rằng bắn xa nó cũng bị cái độ xuyên ấy, độ xuyên giáp ấy, nó cũng khá là bấp bênh. Được rồi, bây giờ mình sẽ cố gắng đi qua cầu. Tí nữa ngã. Rồi, như anh em thấy thì Brozetto 65 anh ta đang ở một cái vị trí khá là tốt cho mình để mình có thể khai hỏa. Một pha khóa mục tiêu vào chiếc Brozetto 65 rất là nhanh chóng. Mình đang cố gắng là thò ra để giữ xa anh ta. Có thể là mình sẽ không nhìn anh ta đâu, nhưng mà thôi, méo mó có con không. Thêm một viên đạn nữa vào chiếc Brozetto 65. Mình bắn sau bụi nhá, mình dừng mình lùi sau bụi 15m thì mình sẽ bắn được chiếc Brozetto 65 khá là chuẩn. Yeah, Brozetto 65 đã bay màu. Và bây giờ sẽ là cơ hội của mình để đi mon men theo những cái bụi cây này. Và đã nhìn thấy 405. Một phát đạn vào chiếc 405 và không hề bị lộ sai. Chiếc xe này tàng hình trước mặt kẻ thù anh em ạ. Mình cũng đã soi thấy chiếc 261 luôn. Bây giờ sẽ là cơ hội của mình để bắn anh ta. Vâng, ở khoảng cách chỉ hơn 100m anh em ạ. Chỉ hơn 100m thôi, mình bắn chiếc 261 không lộ sai. Đấy, mình cũng đã nhìn thấy chiếc M48 Button luôn. Và bây giờ sẽ là cơ hội của mình để bắn anh ta. Thêm một viên đạn snapshot nữa vào chiếc M48 không lộ sai. Anh em thấy rằng cái camo, cái độ ẩn giấu của chiếc EBR này nó tốt như thế nào? Nó đang cao nhất tăng hạng nhẹ cấp 10 nha anh em. Đỉnh vậy cơ mà. Rồi, mình cũng đã nhìn thấy chiếc STRV rồi, cơ hội của mình. Yes. Thêm một lần nữa, mình khai hỏa vào chiếc STRV 103 mà không bị lộ sai. Quá tuyệt vời anh em ạ. Thực sự chiếc EBR chúng ta có cái độ ẩn giấu quá tuyệt vời. Nó phù hợp cho việc đi trinh sát anh em ạ. Nó phù hợp cho việc đi trinh sát. Đấy, trận đấu này cũng đã thắng. Mình bắn được 4.470 thiệt hại, hỗ trợ được 3.099. Đây là con số không phải là quá là đỉnh cao, nhưng đấy là một con số rất là tốt. Và chiến thắng này chắc chắn rằng đến 1/3 nhá, đến 1/3 công sức cũng là về mình. Bởi vì mình đã soi khá là nhiều này, hỗ trợ đồng đội khá là tốt này. Tất nhiên là mình không phủ nhận cái công lao của đồng đội. Đấy, bởi vì đó là cách mà tăng hạng nhẹ hoạt động mà, phụ thuộc rất là nhiều vào đồng đội, chúng ta không thể độc lập tác chiến được. Đấy. Tăng hạng trung hoặc là tăng hạng nặng đôi khi còn tự lập độc lập tác chiến được, nhưng EBR như đám tăng hạng nhẹ thì khó có thể làm được điều thế, đặc biệt là đám chiến binh, đám bánh nốp. Đám bánh nốp thứ nhất là máu đã ít rồi, giáp đã yếu rồi, súng thì cũng đã không quá khỏe rồi. Đấy, cho nên là chúng ta phải phụ thuộc đồng đội rất là nhiều. Đây thành tích của mình bắn ở trận map for Joy, 2.600 thiệt hại, hỗ trợ được 8.664. Ở cái map này thực sự là tốt đấy anh em ạ. Bởi vì map for Joy là một cái map đánh khá là cận chiến, mà mình soi được cận tận 8.600 thì chứng tỏ là cái đồng đội của mình hỗ trợ rất là tốt. Lấy được M huy hiệu 3 John Duty. Đấy, 1.266 kinh nghiệm gốc. Đấy, bắn tăng hạng nhẹ bắn còn lãi khá nhiều đấy, bởi vì chủ yếu là đi soi mà hưởng đam soi mà anh em. Còn map Early Ellenburg thì đây, map Ellenburg thì mình cũng bắn được 4.470 thiệt hại, hỗ trợ được 3.400, hạng 1 huy hiệu tăng bắn tỉa, rồi scout hỗ soi được trên 9 người à, đúng rồi. Và huy hiệu 3 John Duty. Đấy.
Bây giờ là lời khuyên chân thành và cá nhân của mình nhá. Thì nếu mà anh em mới bắt đầu chuyển sang chơi tăng hạng nhẹ để có thể là muốn thử nắm vai trò là trinh sát cho đội ấy, tốt nhất đừng lựa chọn nhánh bánh lốp của Pháp nhá, nói thật. Bởi vì nhánh bánh bánh phụ lốp của Pháp ấy nó đòi hỏi kỹ năng chơi cao lắm, thật sự luôn ấy, cao nhất trong toàn bộ đám hạng nhẹ. Đám hạng nhẹ đã chơi khó rồi mà đám bánh lốp còn khó hơn. Cho nên là theo mình thì anh em tốt nhất hãy lựa chọn đám bánh xích đi để có thể là gọi là làm quen với việc là tốc độ cao cũng như là đọc map cũng như là chạy chỗ như thế nào thì chúng ta mới chuyển sang đám EBR. Còn không, nếu mà chúng ta chơi EBR ấy, khả năng cao chơi đám bánh lốp luôn đấy, khả năng cao là dễ bị làm gỏi ban đầu lắm và dễ hẹo ban đầu lắm. Mình cũng từng rất là nhiều lần mình mắc sai lầm trên chiếc EBR rồi, mình nói thật luôn. Không, mình không phải chơi chiếc xe này hoàn hảo đâu, mình chia sẻ thẳng thắn luôn. Mình có rất là nhiều trận chơi phải gọi là, nếu mà nói thật nhá, là ngờ u nhá, ngờ u đấy, mình không muốn nói từ ấy ra nhưng mà còn nói nhẹ thì là ngáo đấy, nói chung là như thế. Với cái thành tích của mình chơi EBR ấy không phải là quá là tốt của server, tuy nhiên mình vẫn tự hào là mình một người chơi tăng hạng nhẹ khá là ổn định, không phải là quá là bóp tim. 305 trận, 59% chiến thắng và 89,17% MOE. Mình đang cố gắng lấy 3 sẹo trước EBR này nhưng mà có vẻ khó quá. Manticore thì mình cũng đang lên hành trình hết rồi. Rồi thì T100LT cũng như là AMX thì mình lấy được hết rồi, RHM mình lấy được hết rồi. Đấy, còn mỗi còn cái chiếc EBR này mình đang đang muốn chinh phục nó nhưng mà có vẻ như là đôi khi mình vẫn hay mắc sai lầm trên chiếc EBR. Đấy. Đấy, đó là cái chia sẻ cá nhân của mình về chia sẻ về tăng hạng nhẹ nói chung và tăng bánh lốp nói riêng nhá, anh em nhá. Thì đó, đó là tất cả. Mong rằng anh em sẽ hiểu được nhá. Và rất là mong anh em không không nên gọi là áp dụng quá nhiều điều mà mình thực hiện trong những nhiều video của mình ấy. Bởi vì thi thoảng đó là cái phong cách của mình. Đấy, nó là phong cách của mình, anh em thi thoảng học học theo hoặc là thử làm theo ấy nó cũng sẽ gây ra một cái việc là anh em không quen và anh em sẽ có thể là không áp dụng được tốt và anh em sẽ bay màu và anh em sẽ làm khó anh em, gọi là tự làm khó mình ấy. Tuy nhiên, cái đấy anh em xem mình cũng là một cái để gọi là rút kinh nghiệm cho bản thân. Đấy, cũng khá là hay. Đó. Được rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Nếu thấy video hay và hữu ích thì đừng quên thích video, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Chúc anh em chơi tăng hạng nhẹ thật là tốt. Bye bye.